Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài Leroy Sài Gòn TV trong chương trình Cà phê sáng cuối tuần ngày thứ Bảy ngày hôm nay, và hy vọng rằng những cái phần trước cũng như những giây phút mà ngắn ngủi trong vòng chỉ chưa đến một tiếng đồng hồ mà Như Huyền đưa đến, Như Huyền và Lê Thái đưa đến quý vị những thông tin cực kỳ vui và thú vị, đúng không quý vị? Và hy vọng rằng chương trình Cà phê sáng thì quý vị vẫn ủng hộ chúng tôi. Tiếp theo là một cái thông tin cũng khá rất là bất ngờ thưa quý vị. Mực khổng lồ là một trong những cái con mực mà nói sao ta? Quý vị nào mà chúng ta đã từng đi những cái biển giống như ở Nhật Bản hoặc là những cái nơi ở Hoa Kỳ, chúng ta cũng có đôi lúc có những cái con mực rất là khổng lồ, và hầu như là những cái con mực này nó rất là ít khi nào mà chúng ta phát hiện nó khi mà nó bơi ở trên mặt biển hoặc là ở gần của chúng ta, không bao giờ thấy được đâu, rất là khó. Và thường là thì những cái loài mực này thưa quý vị nó sống ở sâu ở dưới đáy đại dương và nó sống theo bầy, một cái bầy cũng không có nhiều con. Và cái thưa quý vị, theo hãng thông tấn của Kyodo của Nhật Bản thì một cái con mực vua đã được tìm thấy trên cái bờ biển thuộc thành phố Obama của tỉnh Fukui vào ngày 20 tháng 4 vừa qua. Và các nhân chứng người ta cho biết rằng là họ nhìn thấy cái sinh vật khổng lồ này nhấp nhô và di chuyển trên cái bãi biển nơi có sóng vỗ. Khi mà người ta nhìn kỹ hơn thưa quý vị thì họ phát hiện được đó là một con mực vua mà nó còn sống. Theo báo cáo, đã từng có những cái trường hợp mực vua khổng lồ nó đã trôi dạt vào cái bờ biển này thưa quý vị. Và ngày hôm sau thì lại xảy ra những trận động đất tại địa phương. Đó, thì cái con mực vua khổng lồ này dạt vào bờ biển ước tính là nặng đến 80 kg và có chiều dài tổng cộng là 3.35 m. Và thuộc loài mực khổng lồ thường sống ở những cái vùng biển sâu và có độ sâu từ 500-1000 m sâu dưới đáy đại dương. Và đây cũng được mệnh danh là cái loài động vật không xương sống lớn nhất trên thế giới và cực kỳ hiếm khi mà nó trôi dạt vào trong bờ biển hoặc là nó nổi trên mặt nước thưa quý vị. Và một số người ta nói rằng là với con mực này thì những người làm triển lãm người ta sẽ đưa cái con mực vua này về cái thủy cung Achizen Matsushima ở thành phố Sakai của tỉnh Fukui để mà người ta triển lãm trong công viên đại dương này. Đáng nói là trái với sự hào hứng của người dân thì tất cả các nhà khoa học, một số chuyên gia về động đất ở Nhật Bản thì người ta nói rằng là người ta rất là lo ngại, bởi vì những cái sinh vật biển khi mà nó rất là ít khi nào mà nó nổi lên trên mặt nước và trôi dạt ở bờ, và những cái hiện tượng này khi mà nó xảy ra thì thường là sẽ sắp sửa có những cái trận động đất nó diễn ra, thì những cái con này nó giống như nó bị động nước thì nó mới bơi lên trên và nó bị dạt vào bờ. Và cụ thể theo báo cáo của nhật báo Sankei Shimbun vào ngày 13 tháng 2 năm 2016 thì một cái con mực vua khổng lồ có chiều dài cũng hơn 3 m thưa quý vị đã được tìm thấy ngoài khơi của tỉnh Akita. Và ngay ngày hôm sau thì một cái trận động đất mạnh đến 3 độ Richter đã xảy ra tại địa phương này. Các chuyên gia người ta lo ngại rằng nếu như mà những cái con động vật mà ở sâu dưới đáy đại dương mà nó bị trôi dạt lên trên bờ biển thì thường là có những cái vấn đề liên quan đến động đất này nọ thì nó mới ảnh hưởng nằm ở dưới đáy biển. Nó ảnh hưởng đến cái sự mà sinh hoạt của nó, thật ra nó mới trôi dạt vào bờ. Cảm ơn Lê Thái. Về bản tin kế tiếp, đó là một trong những cái bản tin về Tesla. Thưa quý vị, quý vị cũng thấy ở Cali bây giờ nhà cửa quá mắc, phải không thưa quý vị? Một cái căn nhà mà là townhouse không thôi á, thì là 600-700, cầm 700 ra không có mua được cái nhà, cái tiny townhouse chút xíu à, không có được nhiều, phải không quý vị? Thì Tesla, quý vị có nghe Tesla tiny house chưa thưa quý vị? Mà cái giá nó rất là amazing thưa quý vị, cái giá từ 10 cho tới 15 ngàn thôi mà trông rất là tiện lợi. Quý vị thấy ở trên màn ảnh đó là gọi là Tesla tiny house, mà thiệt ra nó chưa bán, nó đang có những cái event, những cái model nhưng mà mới introduce ở Úc thôi quý vị, mới giới thiệu ở Úc thôi chứ chưa đưa ra ở Mỹ, nhưng mà Elon Musk đã sống ở trong đó rồi. Thì quý vị cũng thấy là cái ở trên đó là
cái xe Model 3 của Tesla kéo một cái nhà của Tesla gọi là Tiny House. Thì cái thiết bị chính của Tiny House này là Powerwall, thưa quý vị. Nó dùng một cái loại pin lithium có thể sạc và được thiết kế để tiêu thụ năng lượng mặt trời, và nó giảm sự phụ thuộc vào năng lượng mặt trời, tức là nó tự tiêu thụ và nó renewal tự chính nó luôn, thưa quý vị. Ngôi nhà thu nhỏ chứa một studio rung di động và một bộ cấu hình Tesla. Như cho quý vị quay tiếp những cái màn hình của cái nhà này rất là đẹp, thưa quý vị. Ở trong nó xây không khác gì ở ngoài, nhìn ngoài đó quý vị thấy vô thấy đẹp dễ sợ chưa. Và được đào tạo ra một hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời cho ngôi nhà. Tiny House được cung cấp 100% năng lượng tái tạo với cài đặt năng lượng mặt trời nhỏ. Và hệ thống năng lượng mặt trời có công suất là 2 kW, và cái power pole này nó sử dụng để mà lấy cái năng lượng mặt trời đó. Và ngôi nhà nhỏ này nó cho con nít, cái mặc dù cái tường của nó là power pole là điện nhưng mà rất là an toàn, thưa quý vị. Và Elon Musk hiện đang sống trong có một cái studio rộng 35 m². Ngôi nhà của ông được thiết kế ở Possible, là một công ty khởi nghiệp xây dựng chuyên về lắp ráp của những cái căn nhà này. Và ngôi nhà nhỏ này là một tầng có thể nhiều cái model bằng cách kết hợp chúng thành một cái không gian sống, và trong nó được trang bị rất là đẹp và rất là tiện nghi, thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy là một tầng mà thôi, và nó cũng có trần nhà là 3 m, cửa sổ, cửa ra vào, kích thước nhỏ nó đạt được là có nhà bếp nè, có tủ lạnh nè, bồn rửa, máy rửa chén, bàn lót giường và khu vực ăn uống. Một ngôi nhà có lượng khí thải carbon rất là thấp, và cái ngôi nhà này cũng save năng lượng, save môi trường rất là nhiều, thưa quý vị. Và những ngôi nhà này có thể đóng góp xây dựng trong những cái nhìn như một cái container này, quý vị cũng thấy ở trong cái xe truck quý vị có thể gấp lại và kéo đi để ở trong sân của mình hoặc một cái nơi đất nào. Quý vị cũng thấy cái mobile home bây giờ ở California cũng tới 75-100 ngàn hoặc là hơn nữa cái mobile home tùy theo giá, nhưng mà cái căn nhà này của Tesla nó đầy đủ tiện nghi và trong đó rất là high tech, thưa quý vị, mà chỉ có 10-15 ngàn thôi mà thôi, quý vị thấy nó rẻ không? Và những cái đèn ở trong này là dùng LED, thưa quý vị. Nó tăng cái sự thoải mái và tiết kiệm tài nguyên, và những ngôi nhà này rất là bền, và có một cái là nó có thể chống tuyết và chống lạnh được. Ở bên Bắc Mỹ là nó có thể chống tuyết được 90%, và những cái ngôi nhà này nó sử dụng cái năng lượng rất là từ toàn bộ là từ mặt trời hết, thưa quý vị, và nó ít tác động tới môi trường. Như quý vị cũng thấy là cái ngôi nhà nó quá đẹp mà có 10-15 ngàn mà thôi, mà hiện tại những cái event bây giờ chỉ ở Úc thôi chứ chưa qua Mỹ, thưa quý vị. Nếu mà qua đây thì mình nên mua. Nếu mà nhà ai phía sau mà có cái sân thật là rộng á và có nhiều người ở đó, thì như ở Việt Nam mình là hay share và có nhiều người ở thì người ta có thể là để cái căn nhà này ở phía sau cái sân mà nó có cái đường ống điện, nước xây dựng đầy đủ hết, thưa quý vị. Và ở Cali đó là cái căn nhà đã rất là thích hợp. Dạ vâng, cảm ơn chị Như Huyền, và hy vọng rằng những quý vị nào mà thích cái căn nhà mà Tiny House này của Tesla thì chúng ta có thể mà mua về trong tương lai ha, chúng ta có thể đặt ở sân. Và kính thưa quý vị, cự đà Bahamas là một trong những loài cự đà mà chúng ta gọi nôm na là cự kỳ nhông ở đục, thưa quý vị. Hiện nay ở cái đảo Bahamas á, đang là một trong những cái con mà được du khách nước ngoài cũng như là du khách địa phương, những người mà đi du lịch đến Bahamas, người ta rất là thích khi mà người ta đến tham quan và lại ngồi chơi với những con này. Và các nhà nghiên cứu người ta cho rằng là các loại nghiên cứu cho thấy thức ăn có những cái độ ngọt và cao mà du khách cho có loài kỳ nhông đá Bahamas này ăn khiến cho loài này có hiện tượng là tương đương là tăng đường huyết và giống như là dạng mà bị cao máu cũng như là bị đường huyết trong máu cao cũng như là bị tiểu đường đó quý vị. Và loài cái cự đà ở Bắc Bahamas này vốn đã nằm trong cái sách đỏ của thế giới và đang phải đối mặt với những cái nguy cơ mới, đó là những cái du khách. Khi mà những du khách này cho chúng ăn thì người ta thường cho nó ăn những cái loại thức ăn giống như là nho hoặc là những cái loại trái cây mà để nhớ, tự nhớ Dionysus là một cái vị thần rượu nho của Hy Lạp. Và cái vấn đề mà cho ăn này, thưa quý vị, theo tài liệu nghiên cứu đăng tải trên cuối tháng 4 vừa qua thì những cái con kỳ nhông sống ở cái đảo này thường xuyên có khách cho ăn nho. Chính vì lý do đó thì nó có cái hiện tượng là bị cái lượng đường trong máu nó rất là nhiều, nó không có tốt giống như những đồng loại của nó ở những cái đảo khác, mà khi người ta không có đến tham quan thì những cái con ở cái đảo này nó lại có cái lượng đường huyết ở trong máu rất là cao. Và cả hai là đều đang là những cái động vật đang bị đe dọa, nằm trong sách đỏ của thế giới.
Và khi mà cái tàu mà chở khách đến, thưa quý vị, đây là hình ảnh mà quý trò Lê Thái cho quý vị xem, người ta cho ăn những cái trái cây nho cũng như là blueberry cũng như là dưa hấu này nọ. Thì một số cái tàu người ta đến cái hòn đảo Bahamas này, và cái đám kỳ nhông này thay vì nó sẽ bỏ chạy trốn vào trong bờ thì nó lại chạy ra biển để mà nó đón chào cái du khách này. Và du khách là được phát xà lách này hoặc là nho để mà tự tay cho chúng ăn. Và cái loài này thì nó lại là một cái loại mà nó có cái hệ miễn dịch kém, thành ra khi mà nó ăn những cái thức ăn này quá nhiều, nó có nhiều cái chứng tính axit ở trong đó và chất ngọt, thì nó rất là dễ bị ảnh hưởng đến đường ruột. Và các nhà khoa học cũng như là những người bảo vệ cái bờ biển của Bahamas cũng như là những cái chuyên gia về động vật, người ta khuyên rằng những du khách nào chúng ta khi mà đến cái bờ biển Bahamas này mà chúng ta có thể mà chúng ta tham quan hoặc là chúng ta đến chơi, thì chúng ta nên hạn chế cho những cái con này ăn những cái đồ ăn mà nó mang cái tính mà axit quá cao hoặc là đồ ngọt quá cao, bởi vì nó có thể làm ảnh hưởng cho cái chất lượng mà tiêu hóa của nó cũng như là sức khỏe của những con này, nó gây nên cái vấn đề tuyệt chủng loài. Và hy vọng rằng do chúng ta có nếu mà có đi du lịch Bahamas thì cũng nên để ý đến vấn đề này, đúng không chị Như Huyền? Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay. Một lần nữa thì Như Huyền và Lê Thái rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào sáng mai.